Ok, điện tử Tổng Hoa xin chào mừng toàn thể nhé. Quay trở lại clip buổi trưa thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 2020. Bên em tiếp tục giới thiệu test combo bộ hát gửi đến bạn Vinh có địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh. Và cấu hình này có tổng giá trị là 23 triệu 200 ngàn đồng, gồm 4 thiết bị, trong đó có một cặp loa Mỹ JBL, mã là MDD215. Và tiếp tục một cặp loa bãi Mỹ JBL Bass 40 đơn được lên đường. Loa này được thiết kế một Bass 40 và một mic ép kèn. Từ của Bass được sử dụng từ 16 côn 68, và giá của cặp loa JBL MDD215 là 13 triệu đồng anh em nhé. Vâng, các bác chỉ cần bỏ ra 13 triệu đồng sở hữu ngay được một cặp loa Mỹ xịn zin đẹp JBL MDD215. Đấy, đẹp nguyên bản nhé. Đây là một cặp loa còn zin nguyên bản 100%. Ok, giá 13 triệu đồng. Và thiết bị thứ hai là một chiếc đẩy DK Denking LA600, tiếp tục được lên đường vào Tây Ninh. Đây là một dòng đẩy 2 kênh bằng LA600, giá 4 triệu 500 ngàn đồng. Thiết bị thứ ba là một chiếc vang cao cấp. Đây là một chiếc dòng vang cơ cao cấp nhá. Con mã là 999G này. Đó. Một dòng Santec, giá 3 triệu rưỡi anh em nhé. Ok, và cuối cùng là một cặp mic mà bạn Vinh lựa chọn, đó là một cặp mic Suze không dây UGX23. Đây là mic Suze UGX23 này. Tay mic rất chắc chắn anh em nhé. Hát karaoke rất là bay, tiếng sáng này. Ok, giá 23 triệu 200 ngàn đồng tổng bộ hát của bạn Vinh. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm các bác cũng như toàn thể anh em hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Ok, địa chỉ điện tử Tám Hoa tại Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ok, bây giờ em test bộ hát của bạn Vinh. Cái hộp của cặp mic Sure UGX23 này. Giá 2 triệu 2 nhé. Vâng, giá 2 triệu 200 ngàn đồng cho một cặp mic Sure UGX23. Rất chất. Và đơn hàng chiều nay thì có cặp loa TV mã là SP2XT Bass 40 thì cũng được đóng gói lên đường vào Kon Tum. Và Kon Tum thì cặp loa này là bạn Trịnh Văn Hải. Vâng, có địa chỉ ở thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là một cặp loa TV của Mỹ xịn nhá. SP2XT được lên đường vào buổi chiều ngày 16 tháng 10 năm 2020. Và đơn hàng tiếp theo thứ ba là một cặp mic Sure UGX23 cũng vào Mỹ Khánh, Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đó. Quãng nửa khuya đèn mờ theo hơi khói, chú tâm tư vào đêm vắng cành dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn nặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn chân ngàn muôn nỗi sầu
khuya bạn tôi chia tay chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi xa trường anh nay đi vui gió sương sông hồ gợi trong tôi bao